Rồi, cho mình xem nó quay trở lại với Top Game Online. Mình đang đụt và hôm nay rất vui được gặp anh em trong cái con game One Punch. Một tựa game nghe tên thì các bạn có thể liên tưởng ngay đến cái bộ manga của Nhật Bản. Đó chính là One Punch Man. Một bộ manga kể về một anh chàng độc trọng với sức mạnh. Gặp bất cứ kẻ địch nào chỉ một đấm là kết thúc trận đấu luôn, đúng không? Chàng trai rất là mạnh. Ở một cái thế giới mà tràn đầy dẫn những siêu anh hùng với những cái siêu năng lực khác nhau. Còn One Punch ở đây, tự nhiên mà chúng ta đang trải nghiệm hôm nay thì nó không phải nói về anh chàng này, mà nó là một cái game đối kháng, cũng có cái đề tài về đấm bốc thì phải. Mình sẽ đi vào ngay. À, không phải đấm bốc, nó đơn giản là võ thì phải. Có tiếng Việt luôn này. Có một cái điều rất là đặc biệt mình cảm nhận khi vào One Punch. Đầu tiên là các bạn thấy đồ họa của nó nhé. Nó là cái kiểu đồ họa của game arcade, arcade ngày xưa ấy. Cái thùng ngày xưa ấy, rất là hay. Nhìn nó rất là hoài địa, hoài cổ luôn. Cái thứ hai là mỗi khi mà các bạn ấn vào một trong những cái tùy chọn này này, thì nó sẽ rung một cái cho nó hiện, nó có cái tiếng đấm bốc ấy. Hiện nó nảy lên. Giống như kiểu là mình chơi cái game ở trên các cái đời máy PS giờ vậy. Nó chơi những cái hành động nào mà nó tác động trực tiếp đến cái tay cầm sẽ rung lên, phát rung cái tay cầm lên. Đấy, rất là hay. Và chúng ta sẽ tự tập luyện nhé. 50 vàng. Bắt đầu tập luyện cho giải vô địch One Punch. Làm theo hướng dẫn để hoàn thành 5 One Punch. Ok, đầu tiên. Dấu màu xanh là cây là vị trí bao cát tiếp theo. Rồi. Nếu va vào bao cát bạn sẽ thua, hãy bấm nút đấm. Đấm này, quay sang trái. À, tấn công một không khí bạn sẽ thua, di chuyển sang trái phía. Đấm này. Dấu màu xanh là cây là vị trí bao. Đấm luôn. Đấm tiếp luôn. À, mình bắt đầu thành thục rồi. Khi thanh năng lượng của bạn hết nhân vật của bạn sẽ ngất đi. Thanh năng lượng của mình đâu. Đấy. Và chúng ta có 5 cái hướng dẫn đây là nếu mà vào bao cát bạn sẽ thua này. Nếu tấn công vào không khí bạn sẽ thua này. Nếu đấm thật nhanh vào bao cát bạn sẽ tạo ra combo. Tấn công nhanh để duy trì liên tục combo. Nếu combo bạn trên 10 mỗi đòn đánh sẽ được tính 2 đòn. Wow, cái này hay này. Nếu cú đánh đầu tiên của bạn được thực hiện nhanh bạn sẽ có thêm đòn thưởng. Rồi. Chúng ta đã bao sự cũng khá đơn giản nhỉ. Và hành trình, chúng ta đang trong hành trình thi đấu trong giải vô địch One Punch. Hãy hoàn thành 5 One Punch mà không cần hướng dẫn. Rồi. Cũng khá đơn giản thôi. Đấm này. Đấm này. Đấm luôn này. Đấm luôn này. Rồi, khá đơn giản. À, đây là cái gì? Các bạn thể một cách rất là hay là các bạn thể nhìn thấy ở dưới của nó có cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vòng tròn thì phải. Mỗi vòng tròn thử một nước đi. Cứ thế mà làm thôi. Đấy, đây là khá là dễ. Rồi, một cái khúc này tốn 200 gold sẽ được. À, có rất là nhiều nhân vật. Đây là Nero. Nero là một cái em võ sĩ rất là sexy, đôi mèo, tai mèo. Nhưng mà mình không hiểu sao cái đuôi nó lại lắc được nhỉ. Quay đừng bảo nó gắn thẳng vào đít luôn nhá. Nhân vật đầy cá tính, bao cát để đánh thoải mái cả ngày này. Dành nhiều loại bao cát, hiệu ứng đòn đánh bùng đổ. Wow. Địa điểm khắp mọi nơi trên thế giới. Okay. Chúng ta sẽ bắt đầu chế độ One Punch. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11. Nó chỉ thế này thôi hả? Mình tưởng nó phải đấm ra chứ. Nơi thì đâu nó chỉ là đấm bao cát thôi à? À, tự tự. Cái nhanh nhiều cái này là kiểu gì? Đập xịt, đập này, như đây. À, kiếm tiền miễn phí, đó là có bom su. Mở hộp bom su miễn phí để. Ok. Đây là nhận. Nếu bạn mua su gấp đôi, tất cả su chúng được trong thế giới sẽ gấp đôi. À, như phải xem quảng cáo đấy phải, đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ xem một chút quảng cáo. Iron Saga. X thì được mà. Đây, ấn X đây. À, không, thế sẽ tiếp tục xem. Iron Saga, à, đồ họa khá ổn nhỉ. Tim à. Câu chuyện này lại kiểu Nhật Bản rồi.
mà tự game này mình đã review rồi thì phải. Nhìn khá là quen mắt nhá. Island Saga. Rồi, ấy được rồi. Rồi, có một chiếc đồng hồ vàng cho bạn nhiều phần thưởng lớn mỗi ngày. Một chiếc đồng hồ vàng này. Đây là quà online thì phải. Chế độ sắp xếp, chế độ ăn punch, chế độ tấn công bao giờ mở. Thường lên 30 đòn đánh trong chế độ giáp cháp. Nhà vô địch đạt được điểm đòn đánh cao hơn 30. Điểm đòn đánh của mình đang là bao nhiêu nhỉ? Cái gì x2 đây. Đồng xu thân thiện. À, cái này sẽ giúp chúng ta kiếm được xu. Đề xuất trò chơi này cho bạn bè của bạn. Đây là giới thiệu trò chơi với những người chơi khác thôi. Kim cương thì 500 viên chúng ta phải tiêu mất 4,99 đô. 4,99 đô nó rơi vào tầm 100.000 à. Không, 5. Ừ đúng rồi. Rồi. Xu gấp đôi luôn này. Mở cái hộp xem nào. Ra cái gì. Đây là báo cát đúng không. Dùng một luôn. Để mình xem bộ sưu tập của mình như nào. Phòng thể dục. Cái này chưa mở. À chưa mở khóa. Muốn mở khóa chúng ta chế độ one pan hit cộng 150. Khoa nhỉ. Đây là một tựa game thuần offline thì phải. Thì mình sẽ xem nhé. Cung thần, đòn hoàng gia có gì khác này. Thật này. Set thì có tia set này. Thật thật rất là hay. Đây chúng ta đã mở khóa Moai. Đã dùng Moai rồi. Nhân vật thì chọn Nero rồi. Xem có nhân vật ủa. Còn nhân vật dùng kim cương. Có nhân vật nào mà chúng ta quen không? Annie này. Annie giống Annie trong League of Legends nhỉ. Tùm gấu luôn. Quang Ly này, cái là Lee Sin đấy. Hanzo ninja của Nhật này. Ui và Moa luôn này. Ui và Moa ở trong cái phim cái gì quên vô tên. Xem là mình có nhìn nhân vật nó quen mắt nữa không. Victoria May. Nghiệp lệnh nhá. Button Smile. Đánh trúng 30 lần trong chế độ One Punch 30 lần. Chịu. Mình đang nghiệp thử chế độ One Punch trước đây. Đi đây. Đây là giới thiệu game khác rồi cả. À đây. Các bạn thấy tốc độ của mình thế nào? Nhưng mà mình combo được đúng không? 28 đòn, mình sẽ cố tăng số đòn lên 30 nữa nhé. Kỷ lục mới, 28 còn hàng đầu, 3 combo, thế là đã có kỷ lục rồi. Xếp hạng nổi tiếng 2 trên 7. Mục tiêu tăng xếp hạng là thêm 20 hit nữa. Rồi ok, chơi thôi. Mình sẽ chơi từ từ thôi. Đòi hỏi khá là nhiều. Nói sao nhỉ, nó phải đòi hỏi một sự tập trung kinh khủng kết hợp. Đấy một cái nhầm nó ra chỗ này. 44 rồi, ngon. Diện mạo mới giám đốc. À xem này, giám đốc rồi. Diện mạo mới à? Đi ngó luôn, đi ngó luôn. Anh nha. À rồi. Xem này, bạn thể dục sự nổi tiếng. Mình sẽ về đâu. Về đây. Để sưu tập. Đang giám đốc mình đâu. Mình sẽ mở khóa diện mạo mới rồi mà. Sinh viên trở về. Giám đốc đây. Không có diện mạo là giám đốc đây. Ui, tưởng có diện mạo đấy. Cái nó bảo mình được khóa diện mạo mới gì. Từ 2,67%. Nào thêm cái hộp ở đây. Áo hoa vạ dũng luôn. Đánh giá.
Để xem, để setting của nó xem. Truyền điều khiển tắt bật năng lượng kết hợp. Hiện vị trí tiếp theo đây là các cái kiểu mũi tên thôi. Rồi, nó không có gì đặc biệt lắm. Cấu hình của nó chỉ có thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Chơi từ chế độ giáp giáp ở trong. Chế độ giáp giáp là như nào nhỉ? À, đâm phải này. Trái này phải phải. À, đây là chế độ giáp giáp. Các bạn có nhìn thấy hai bên nó có nắm đấm trái với phải, chúng ta sẽ đấm liên tục. Miễn không đấm vào không khí là được. Chơi mình thấy cảm thấy chơi dễ hơn nhiều so với chế độ kia nhỉ. Đấm này một tí là chết. Ui, 99 này phí tức. Thiếu một đấm là được 100 rồi. Lại phát 100 đây này. Nhìn thì có vẻ dễ hơn nhưng mà khó lắm. Đấy. Cứ nhanh nhẩu cái là đổi ngay. Mình sẽ lên hạng mới nè. Từ từ lại một chút. Chơi cái này mình phải tập trung rất là cao độ. Rồi. Đấy. Hay ha. Mình được mở cái gì đây? Ok, cái xu họ không cần. Mình được mới. Đầu hàng xem mở chế độ mới chưa? À, tấn công này. Chế độ tấn công là sao? Xu. Nó ra cái gì này? À, nó ra liên tục à? Mình phải đấm sao vừa không đấm vào không khí vừa đấm được đúng cái cần đấm luôn. À, mình vừa hiểu cái nghĩa của kèm sữa luôn. Lại nào, chị vừa đây rồi. Đó khoai nha. Cái thanh năng lượng kia làm sao để tụt hết được nhỉ? Đấy, nó có bảo là mình hết tụt thanh năng lượng thì mình sẽ ngất nhưng mà chưa nói tại sao lại tụt thanh năng lượng. Chờ. Quá là cơ bản luôn. Mình sẽ cố lên 100 điểm tên này nhé. Không biết đồng tiền nó ở kia nhìn ngứa. Thôi thôi, chơi kịp đến mình đấm rồi. Đi thật. Rồi, xem mà chế độ 100 cú đấm. Người bắn trúng 100 đấm trở lên thôi. Sẽ mở chế độ cuối cho bạn xem nhé. Cố lên 100 rồi. Cứ tiếp này mà làm nhé. Luật chơi nó cũng khá đơn giản thôi. Đấy, nó chỉ có hai quy định bất di bất dịch thôi này. Không đấm vào không khí và không chạm vào cái bao cát. Cũng khá là đơn giản. Tốc độ đấm thì phụ thuộc vào cái khả năng phản xạ và cái khả năng ấn một cái nút của bạn. Đừng để cái này xa quá nhá. Phải gần thì nó mới đấm. Không còn nọ tính đấm vào không khí đấy. Rồi, 77 rồi. 82. 89 rồi. 93 rồi. 96. Rồi, đủ 100 rồi. Mình sẽ duy trì đấm nào mỏi thì thôi. Đợi. Vừa nói xong nó xịt luôn cái cây. Rồi, coi như chúng ta mở khóa. Ok. À, bắn trúng 100 thì nó trong chế độ One Punch. Trời ạ. Ôi, đang vào trận nhà vô địch. À, đây rồi. Anh online rồi, để cho trận đấu rồi anh rút tên phòng. À đây, đấm luôn. Đấm này là đấm từ gì đây? Solo hay như nào? Mình đang ở đồng năm. Rồi.
Chưa gì đã oằng rồi. Chưa gì đã thua đấy. Rồi mình sẽ khiêu chiến đối thủ khác. Thế nhưng một ngày chúng ta chỉ có 3 lượt chiến đấu thôi mà. Chịu. Thua 2 trận nhạt quá. Vô su là vô địch. Ôi, còn có vô hạn su nữa cơ. Vô hạn su còn có. Ui. No. Vô hạn su là chúng ta sẽ mất 4,99 đô. Ai chà chà. Cái này nó sẽ hồi theo thời gian này. À, cứ mấy phút nó sẽ hồi lại một xu các bạn ạ. Rồi. Chiến đấu các bạn có thể solo với bạn nhé. Chỉ cần nhập tên phòng, tạo phòng và mời bạn vừa vào thôi. Tại có 2 người nên là mình đang hơi bị rối mắt chút. Rồi, chậm lại tí nào. Ôi thôi. Toàn thua vỡ thôi mà. Không còn rồi, chúng ta sẽ phải. Mình sẽ lượn lại chế độ 100 bu đấm này. Nào. Cho thuần thục này. Chế độ xếp hạng thì chỉ có ấy thôi. Chỉ có 100 bu đấm này. Không có chế độ khác. Quyết tâm không đi nhầm. Không được để lâu quá. Mình cũng biết tại sao nó lại giảm năng lượng rồi. Nhưng mà để lâu quá nó sẽ giảm. Ấn nhầm. Thế khó lên 100 cái chứ. Tại vì nó cứ vẫn cứ. Ôi, xu lên rất là nhiều. Quà gì đây? 20 xu là một mệnh xu thường thôi. Giờ này thì chắc là chúng ta ấy gọi. Úi. Thôi rồi. Đấy. Tốn khá là nhiều. Combo. Tập trung kinh thật. Không di chuyển cũng chết mà di chuyển cũng chết. Ui, 8 cái, 81 cái mà không được này. Không đủ 100 cái gì ấy này. Thế gọi là chiêu thôi. Thôi nhỉ, lần thêm 1 năm mất. À, để ra xem. Mở cái hộp này xem được cái gì nhá. Một hộp chứ. Mất vàng. Mất vàng là cái gì nhỉ? À, vừa nãy mình có cái gì nhỉ? Mình mở khóa cái gì cùng với cái này nữa nhỉ? Hoa vàng đó, rồi mình sẽ có mắt vàng. À, phát nữa này. Đúng là pháo hoa luôn. Lại còn trượt. Phí thật. Lại mít rồi. Ta sẽ chiến nhau địch thêm phát nữa đâu. Xem nào. Có mấy lượt rồi. 3 lượt chơi luôn. Cứ tầm nguyên một trận xem nào. Nãy giờ toàn thua. Mình sẽ đấm với ai đây? Tập trung rồi. Thank you.
Rồi. Yeah, thắng một trận. Tiếp, làm tiếp trận nữa. Phải khôi phục lại danh dự sau những trận thua vừa nãy. Yeah, thắng rồi. Có vẻ những người chơi tầm máy như sao nhỉ? Mình chơi cảm giác nó cứ ngố ngố giống mình vừa nãy. Rồi, vừa rồi thì mình đã cùng các bạn trải nghiệm qua cái mini game với tên gọi là Kill, đó là One Punch với với rất là nhiều cái chế độ chơi khác nhau, và chế độ chơi này rất là hấp dẫn và mang cái tính giải trí rất là cao. Về cái quan điểm chung của mình thì mini One Punch này là một tựa game giải trí đơn thuần và nó thiên về tính offline nhiều hơn là online. Nếu các bạn đã chán và mệt mỏi vì những cái tựa game online cứ đang chạy hàng ngày thì chắc hẳn là One Punch Man One Punch sẽ là một tựa game giải trí vô cùng tuyệt vời với các bạn. Các bạn chỉ di chuyển đấm và tuân theo những cái luật của trò chơi là có thể giành được chiến thắng rồi. Ngoài ra thì One Punch cũng có một cái đòi hỏi ở các bạn một sự kiên nhẫn và cái sự nhanh nhạy cũng như là tỉnh táo để có thể trở thành một tay đấm vô địch ở đây. Tựa game này có một cái đồ họa rất là hay, đó là từ đồ họa pixel là kiểu cũ và cái cảm ứng dung rất là hấp dẫn, giúp chúng ta có cảm giác như đang chơi một cái dòng máy nhé. PS hoặc là PSP ngày xưa ấy, rất là hoài niệm của cái dòng game thùng arcade. Rồi thì nhìn chung về cái mức độ giải trí thì mình sẽ cho có điểm của mình cho One Punch cái điểm là 7.5, tính giải trí rất là cao. Ngoài ra thì tựa game khá đơn giản thôi, chắc mỗi lần chơi chúng ta thì chơi khoảng độ 15 phút 30 phút là chúng ta cảm thấy thư giãn rất là nhiều rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip review game One Punch của mình, và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tạm biệt, tất cả mọi người.